Ấy rồi, ôi rồi, ôi vậy to chép. Ây gọi ơi. Đấm. Ây gọi ơi. Đấm rồi. Đấm rồi. Hàng hàng hàng. Hàng hàng hàng. Ui ôi, hai chú anh em này. Ui đẹp phát, hai chú anh em này thấy chưa? Đấy à, bừa cá cắn thề hoa. Đẹp luôn. Đấy, anh em ngắm, anh em thấy trời mưa ngắm pháo đẹp không? Sướng luôn đấy nhỉ. Trời mưa ngắm pháo thích. Cái nào một quả mồi nha em này, một mình một cần thôi, một mình một cần câu sướng. Như bác câu lăng xe em thật sự, bác này em hãi câu lăng xe đấy. Lăng xe mệt lắm, được thì hỏi được cho to thật đấy, nhưng mà mệt lắm. Mình như câu giải trí mà không phải hành xác đâu. Tôi giải trí.
dự là phải lên là vài em chép. Dự là nó sẽ phải lên là vài em chép. Đóng hàng. Úi giời. Chết giả thẳng hai ngón tay. Thẳng hai ngón tay anh em ạ. Đóng xuyên bụng. À. Thôi này cầu này phế đấy nhỉ. Trời mưa gió các bác thấy sướng không? Câu trời mưa này dễ đập cá chép lắm. Đấy, trời mưa nước đục thì câu được cá nhá các bác nhá. Nhưng mà nước trong này câu cũng được nhưng mà khó. Còn nào chắc trời mưa quá câu được rất là cá. Lại được hàng quá này. Và đấy trời mưa nước đục đi câu nó khác bọt hẳn. Mình có mồi thấy nhà tăng ấy nó kéo suốt cả đầu cần sợ. Tươi luôn. Đấy các bạn thấy cứ trời mưa đánh này là hay lắm. Trời mưa câu cá lắm. Chết ngay. Ui.
và đây trời mưa nó bục một chỗ nó khác hoàn hẳn nha. Ui, lại là hàng anh em này. Đúng là trời mưa nước đục đi câu ấy, cá cắn đang phát cắn ngay, sợ thật. Ui, ngon luôn. Con nữa cho vào rõ bác nhá. Này trời mưa câu sướng hẳn đấy. Dự nào này sẽ lên được cá chép các bác nhá. Rô phít. À, giật. Wow. Ôi nhà mới được một con giật béo chưa? Béo ngậy luôn này, phê chưa? Được con giật to thế. Nóng xuyên người. Ôi. Rồi nhà mình còn giết nó ngon chưa? Nó đẻ phát là tụt hết cả phao xuống luôn đấy. Đẻ phát không nhìn thấy hình phao luôn nữa. Các bác nhìn phao, đẹp chưa? Ngon nhé. Này về giết về nó có nhiều về sáo ăn hơi phê luôn đấy. Rất là mượt. Cá đẹp các bác nhá. Hàng đẹp cho rõ nhá. Phê. Con này to. Chép. Chép vàng. Chép vàng. Táo. Ấy rồi. Ôi. Con này to. Chép. Chép vàng. Chép vàng. Táo. Ok. Rồi. Tao khỏe. Khỏe cả lưỡi rồi. Chép vàng to quá rồi. Ui. Khỏe mất cái lưỡi. Ấy rồi. Ôi. Ủa phí thế. Chép. Chép vàng. Đây nhà đấy chứ. Đồ con chép vàng to quá mà. Chép vàng. Phí thế nhỉ. Táo. Ấy rồi. Ôi. Con này to. Đấy các bạn thấy bao thứ đánh chép. Trời mưa cái độ hiệu quả của việc đánh trời mưa quá. Hiệu quả cực kỳ luôn đấy. Nên chép ngay rồi. Chép to quá, xịt cái đẻo ấy. Táo. Mày, cứ đợi đấy. Cháu cứ cần thế em. Cháu cứ cần thế thế mà xịt. Hàng đẹp, một em giết hàng đẹp. Thì cầu này tiếng mũi còn chép là to khủng không bắt được. Kẻ là này nên còn chép đấy hoặc xa bằng phê. Nửa cái nhìn thấy nó tụt quả pháo là đẹp rồi. Đứng phát dập dập phát tụt luôn. Đá to nó phải thế đúng không bác? Đá to là cứ ăn phát tụt tụt dập rồi. Bất hình ngay. Nó không có nằng nhằng như bọn đánh con.
trung tâm. Trời, mơn treo cụ tổ phí thế nhỉ. Có thấy nó ăn một cá to, nó ăn phát rầm 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 nó tụt luôn. Của em nhìn thấy nó bầm bầm phát nó tụt luôn, biết cá to này. Nhật này phát cứng cần, đèn như chó. Lưỡi 12 nó vẻ ra sợ là nó đóng vào mỗi một lưỡi thôi bạn. Em nhấc lên thấy mỗi lưỡi đóng cái vây, cái vây bơi nó ấy. Đấy, ông công táo này gặp may mắn rồi. Nên chép trắng đi. Rồi cũng phải lên con chép trắng. Nhìn cá to cắn cái khác bọt hẳn. Bấm 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 tụt luôn. Tụt đi phao luôn các bạn, tụt cái chéo phao luôn. Để mình lại bớt thành con. Mua được cái gì về đó cô? À, trời mưa này vãi nhanh lớn lắm. Chết chưa? Đóng ngay à. Rồi phít. Ui. Anh em mình có rồi phít nó buồn cười như thế này. Ây dạ, cắm đầu thế. Anh em mình có rồi phít mồm buồn cười chứ. Mồm này nó làm sao nhỉ? Em lấy này quá xem này. Mồm này trông nó buồn cười hay chứ. Ấy à, lại chỗ một cười nhỉ. Đấy. Thêm một chú nữa vào dọa anh em nhé. Rồi thì cắm gái cắm thế. Rồi cắm nó lấy cái tay.